Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Ngày hôm qua ở tại Arizona, Tổng thống Donald Trump cũng đến đây để mà có một cái cuộc vận động. Thì thưa quý vị, theo bản tin của Politico ngày hôm qua, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại cái cuộc họp mang tên là Student for Trump ở Phoenix là chúng ta đến đây hôm nay để khẳng định rằng chúng ta không bao giờ đầu hàng bọn tả phái và sự thiếu khoan dung của phái tả. Thì chuyện ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đến đây dự một cái sự kiện của bao gồm các sinh viên của Đảng Cộng hòa tổ chức ở tại Arizona và trong cái sự kiện này có những điểm nào đáng chú ý thưa anh? Thực ra là hôm qua Tổng thống đến hai nơi trên màn hình quý vị đã lòng đến phi trường của lục chiến ở Yuma. Yuma thì nó giáp Mexico và California, nó ngay cái gần Freeway 8 á. Đây là cái chỗ mà trồng anh biết cái gì, romaine á, nổi tiếng. Có thể nói là trung tâm romaine của nước Mỹ. Và ông đến đây và ông đi thăm một đoạn đường biên giới. Sau đó thì ông có đến Phoenix, đến một cái nhà thờ, gặp một số sinh viên của Đảng Cộng Hòa đó, thì có khoảng 3.000 người tham dự. Thì ở biên giới thì ông đã đến và có cuộc họp báo ở đây, và ông đã nói là một cái đặc biệt của ông Trump là luôn luôn lúc nào cũng nói là chính quyền của tôi là làm nhiều nhất trong lịch sử so với tất cả các chính quyền trước đây. So my administration has done more than any administration in history to secure our southern border. Đó là ông nói là coi như tất cả các tổng thống mà từ đời mà khai thiên lập địa dùng nước Mỹ đó, là không có tổng thống nào mà làm bằng ông cả trong vấn đề bảo vệ biên giới phía Nam. Đó là nói như vậy. Rồi ông cũng nói luôn kể về cái chuyện những cái thành tích mà của ông thống đốc ở đây. Rồi ông bảo là cái con số bây giờ mà số người đi vô nó giảm, và ông bảo là cái tường này đó là không chỉ sẽ xây 200 dặm hả? Và bây giờ có tới 220 dặm, và ông nói rằng là 99.6% là coi như cần thiết, và có thể có người nào đó có muốn đi vào thì phải làm cái thang nó cao hơn, dài hơn. Nhưng mà khi mà leo lên trên nóc tường, lên tới tường thì coi như thấy cao quá, và coi như là thấy tường cao quá thì sẽ không ai dám leo cả. Thì ông nói là it's just about unclimbable, tức là không thể leo được nữa. Đó là ông khoe như vậy. Thì chúng ta cũng biết là cái lời hứa của ông Trump khi tranh cử năm 2016 là trong 4 năm của tôi sẽ xây xong bức tường dọc biên giới. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì vẫn chưa xong. Thì chưa biết là tình hình như thế nào, bởi vì chúng ta còn có bao nhiêu? 6 tháng phải không? 5 tháng chứ. 5 tháng, dạ khoảng hơn 5 tháng nữa. Đúng không? Cuối năm, tính cuối năm. Trong 4 năm của tôi là tôi sẽ xây. Nghĩa anh nói như thế, qua năm sau tới 19 thì tháng... Không, anh phải tính tới 31 tháng 12. Đó là trong nhiệm kỳ của tôi. Hay là tính tới 20 tháng giêng thì tháng ngày mà. Yeah. Mà đăng quang đó, nói chung là một năm. Thì đó là ông kể cái chuyện đó. Còn ở tại và ông nhắc lại cái chuyện là biên giới nó quan trọng như thế nào đó. Và những bức tường này quan trọng ra sao. Và ông nói là tôi sẽ làm cho nó hoàn tất. Và ông cũng nhắc đến cái vụ Dhaka luôn đó. Là ông sẽ tái nộp cái đơn của Dhaka, mà đòi bỏ chương trình Dhaka này cho tòa án, cho tối cao pháp viện. Thì chúng ta biết là hôm thứ năm tuần trước thì tối cao pháp viện đã bác bỏ cái chuyện mà ông đòi chấm dứt chương trình Dhaka, cái chương trình mà bảo vệ khoảng 800.000 di dân bất hợp pháp mà qua đến lúc còn nhỏ. Thì ông cũng nhắc lại cái chuyện đó, và ông bảo đảm là sẽ có những cái chuyện, sẽ có những phán quyết xảy ra. Đó là chuyện ở tại biên giới. Rồi ông cũng nhắc đến cái chuyện là chúng ta sẽ không bao giờ cho phép có những cái khu mà tự trị tại Washington DC. Chừng nào mà tôi mà còn làm tổng thống thì không bao giờ có cái chuyện đó. Thì cái chuyện này ông nhắc khéo đến cái chuyện là Seattle, bà thị trưởng Seattle thì cách đây 2 ngày cho biết là bà sẽ dẹp bỏ khu này dần dần, bởi vì ở đó là xảy ra 2 vụ nổ súng, trong đó một người thiệt mạng, một người bị thương. Đó. Thì bà sẽ coi như là từ từ dẹp bỏ. Thì thằng nhà ông mới nhắc cái vụ autonomous zone là chỗ đó. Còn ở tại cái nhà thờ mà ở tại Phoenix đó, thì có khoảng
300.000 sinh viên Đảng Cộng Hòa đã gặp ông ở đó. Mà đây nó không phải là cuộc vận động tranh cử. Đây không phải là cuộc vận động tranh cử chính thức. Đây chỉ là buổi gặp gỡ thôi. Nhưng mà nó lại đông hơn cái mà số người ta dự trù. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.